chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì lúc đầu mình đầu tư mất 1.3 và 1.3 đấy, và tầm đúng 1.3 nó không lỗ luôn, từ 300 lên tận 800 nó mới lỗ. Sau nó nhảm mình liên tục giảm, mình bán 96 sen thôi, ăn non thôi, thế về vỡ được tiền là ngon rồi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hẹn mọi người video tiếp theo. Chúc anh em Pachinko gặp nhiều may mắn. Bye bye. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tôi nhé.